Dạ, con xin ân ái kính chào quý cô chú bà chị em. Chúng ta đang có mặt ở trong Zoom của Hội Thánh Thiên Ái ạ. Dạ thì giờ này trước khi chúng ta bước vào sự thờ phượng Chúa thì con xin mời cô Liên ở U Minh sẽ cầu nguyện trước khi chúng ta bước vào thì giờ cầu nguyện ạ. Dạ thì giờ thờ phượng ạ. Dạ con mời cô Liên cầu nguyện trước khi chúng ta bước vào thì giờ cầu thờ phượng ạ. Dạ nếu không được thì con xin mời chú tư sự sẽ cầu nguyện ạ. Mời chú tư sự. Cảm tạ ơn Chúa, con cũng xin cầu nguyện dâng lời cho buổi nhóm đêm nay. Chúa ơi, con cảm tạ ơn Chúa, Ngài là Cha nhân từ chí thánh. Chúa ơi, Ngài cũng có bảo vệ gìn giữ tất cả con cái của Chúa ngày và đêm. Chúa cũng ban cho đồ ăn thức uống đủ ngày, ban cho sức khỏe đầy đủ. Chúa ơi, đêm nay chúng con nhóm lại để tìm kiếm Chúa và học hỏi lời của Ngài qua tôi tớ của Ngài chia sẻ cho chúng con. Chúa ơi, xin Chúa cũng ở cùng mở mắt mở tai chúng con, mở lòng mở tâm mở trí để những lời nào mà chúng con nghe tôi tớ của Ngài chia sẻ và dạy dỗ thì chúng con được ghi nhớ, đặt vào trong tâm trí của chúng con để chúng con làm theo trong đường lối của Ngài được tốt đẹp, được sự dạy dỗ ở từ nơi Chúa mà chúng con có được cái sự khôn ngoan sáng suốt, có lời của Chúa mỗi khi đi ra đi vào bất cứ ở nơi nào thì chúng con cũng có được lời Chúa mà để chúng con nói ra với tình yêu thương mềm mại dễ nghe dễ hiểu. Chúa ơi, xin Chúa cũng ban ơn ban phước cho tất cả những mà mục sư mà đến để dạy trong đường Zoom này mà giảng dạy cho chúng con thì Chúa cũng bảo vệ gìn giữ các ông và bảo vệ gìn giữ gia đình của các ông cũng được trong sự bình an. Chúa cũng đổ thêm tài chánh và sức khỏe cho tất cả gia đình của các ông cũng được bình an để các ông được tự do rao giảng nói lên lời của Chúa cho chúng con nghe. Và Chúa cũng ban ơn ban phước ban cho các em thờ phượng Chúa cũng được khôn ngoan, có những lời ca tiếng hát tốt đẹp để phục vụ Chúa trong một cách huy hoàng. Con cảm tạ ơn Chúa. Chúa ơi, giờ này con cũng xin trình dâng hết tất cả điểm nhóm của chúng con ở khắp cả mọi nơi đều được ở trong đường Zoom này qua đường dây điện thoại internet được thông sáng dễ nghe và không có trục trặc, mạng sống nào cũng được tốt đẹp để cho chúng con trong đêm nay học lời Chúa dễ dàng và được lắng nghe đầy đủ và hiểu biết thêm nữa. Chúa ơi, con cảm tạ Chúa. Giờ này con xin dâng tất cả lên trong tay của Chúa để được quyền cai trị dẫn dắt của Chúa. Con cảm tạ Chúa, con thành tâm cúi đầu. Con cảm tạ Chúa Giêsu Christ. Amen. Dạ, amen, cảm ơn Chúa ạ. Dạ thì giờ này xin mời mục sư. Dạ. Xin mời mục sư về ạ. Dạ, rồi ạ. Lần nữa xin kính chào toàn thể quý bà anh chị em trong tình yêu thương của Chúa. Cảm ơn Chúa. Thờ phượng Chúa buổi tối ngày hôm nay. Trước khi chúng ta thờ phượng Chúa, tôi có lời của Chúa ở trong Esai đoạn số 9 câu số 5. Lời Chúa có chép rằng: vì một con trẻ đã ra đời cho chúng ta đã được ban cho một con trai, quyền cai trị sẽ ở trên vai Ngài. Tên Ngài được xưng là Cố vấn kỳ diệu, Đức Chúa Trời quyền năng, Cha đời đời Chúa bình an. Hallelujah, cảm ơn Chúa. Và đó chính là Chúa Giêsu của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Sự Giáng sinh của Chúa đem đến sự hy vọng cho tất cả chúng ta. Sự Giáng sinh của Chúa đem đến sự bình an cho tất cả chúng ta. Thì ngay thời giờ này, Chúa của chúng ta, Ngài xứng đáng được chúc tụng.
Ngài xứng đáng được ngợi khen và thờ phượng. Ngay thời giờ này, mỗi người chúng ta hãy đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Đôi khi những cảm xúc của chúng ta ngăn cản chính đời sống chúng ta thờ phượng Chúa. Đôi khi những hoàn cảnh ngăn cản chúng ta, thì ngay thời giờ này chúng ta hãy đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Và trong danh của Jesus Christ, hủy phá tất cả mọi chương trình của xác thịt, hủy phá tất cả mọi chương trình của ma quỷ, để rồi ngay thời giờ này Chúa Giêsu chúng ta ngài xứng đáng được tôn cao. Hallelujah. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa. Chúa ơi, chúng con ngợi khen ngài. Chúa ngài xứng đáng được chúc tụng. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa ngài đã đến thế gian này để tìm tất cả chúng con là những kẻ có tội, để rồi ngài khiến chúng con trở nên con của ngài. Và Chúa ơi, biến chúng con trở thành dân của thiên quốc này. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn vì sự giáng sinh của ngài. Hallelujah. Ngợi khen ngài. Và Cha ơi, chúng con nói rằng ngay từ giờ này, Chúa ơi, ngài xứng đáng được chúc tụng. Cha ơi, hãy để tâm trí của chúng con chỉ tập trung vào một mình ngài. Đừng để chúng con bị phân tâm bởi bất cứ điều gì cả. Hallelujah. Dẫu Chúa ơi, nghịch cảnh hay là thuận cảnh, để rồi chúng con tiếp tục thờ phượng Chúa. Đừng để bất cứ điều gì có thể, Chúa ơi, làm chúng con phân tâm. Đừng để bất cứ điều gì ngăn cản chúng con đến với Chúa ngay thời giờ này. Hallelujah. Chúa ơi, ngài mở mắt tấm lòng của chúng con, để rồi chúng con có thể kinh nghiệm được Chúa đang hiện diện với chúng con ngay thời giờ này. Hallelujah. Chúa ơi, chúng con ngợi khen ngài. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Giêsu ơi, chúng con thờ phượng ngài. Oh, hallelujah. Chúa ơi, ngài đến với chúng con ngay thì giờ này, chính Chúa ngài dẫn dắt chúng con. Hallelujah. Chúa ơi, cảm ơn Chúa của chúng con. Hallelujah. Xin Chúa đồng hành với chúng con ngay thì giờ này. Hallelujah. Để chúng con tiếp tục, Chúa ơi, thờ phượng Chúa bằng tâm linh và lễ thật. Chúng con thờ phượng Chúa trong sự hiểu biết, bằng trí khôn, bằng những cảm xúc, bằng bất cứ gì chúng con có, để chúng con thờ phượng Chúa ngay thời giờ này. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa ngài đồng hành với chúng con. Cảm ơn Chúa ngài ở với chúng con tại nơi đây. Và chúng con tin chắc rằng đang khi chúng con thờ phượng Chúa, thì thiên binh thiên sứ của Chúa ở trên trời cũng đang ca vang với chúng con, đang ngợi khen với chúng con. Hallelujah. Chúng con ngợi khen ngài. Oh, vút cao trên trời mới, vút cao trên trời mới, vút cao trên trời mới, vời vời. Nguyện danh Thiên Chúa vinh quang. Ôi, vút cao trên trời mới, vút cao trên trời mới, vút cao trên trời mới, vời vời. Nguyện danh Thiên Chúa quý hòa. Một lần nữa, ô vút trên cao, ô vút cao trên trời mới, vút cao trên trời mới, vút cao trên trời mới, vời vời. Nguyện danh Thiên Chúa vinh quang. Ôi, vút cao trên trời mới, vút cao trên trời mới, vút cao trên trời mới, vời vời. Nguyện danh Thiên Chúa vinh quang. Hallelujah. Trên công trường thiên thác thiên bình, êm đềm ngắm suối trong đêm trường.
trời mới, vốn cao trên trời mới, vời vời. Nguyện danh tiếng Chúa quý hoàng. Ta mau mau đến bên lề, xin quỳ tốt con vương xa đời, nơi bồ tôn xứ thôn hân hoan. Ca mừng đêm Chúa ta lâm vàng, ô vốn cao trên trời mới, vũ cao trên trời mới, vũ cao trên trời mới. Tin chắc rằng môn thiên binh của Chúa, thiên sứ của Chúa cùng hát với chúng ta ngay thời giờ này. Cảm ơn Chúa, hallelujah. Phước cho nhân loại chúng ta ra đời, hallelujah, hallelujah. Chúng ta hãy vui mừng và ca ngợi Chúa chúng ta. Chúa này cai trị, muôn dân hào ca hoan.
đi, hãy đau sơn hà rồi ban cả thì đồng hòa bằng niềm vui mừng, đồng hòa bằng niềm vui vui và cố tay cả thân thì buồn đầy. Chúa đến tiêu diệt a kia bên tâm tật lệ công sinh trên đất. Chúa đến đem lại sự chúa chân thật, tràn ngập mọi vùng hoa hương, tràn ngập mọi vùng hoa hương. Thiên chúa phước ơn, thiên thương chúa ban phước cho nhân loại chúa ta ra đời. Kích mơ cơ lòng tiếp giữa con trời, bầu trời vạn vật hòa thịnh, bầu trời vạn vật hòa thịnh, trời đất xương ca kinh khen của mình. Phước cho nhân loại chúa đại cai trị, buồn ra đau ca hòa đi, hay đau dân hà rồi ban ca thì đồng hòa vạn điều mừng vui, đồng hòa vạn điều mừng vui. Phước thanh ca thì hân buồn đầy, Chúa đến tiêu diệt hạ kiện bệnh tật, tận lệ không xin trên đó. Chúa đến đem lại sự phước chân thật, tràn ngập mọi vùng hoa hương, tràn ngập mọi vùng hoa hương. Nguyện Chúa biến ra phước ân thì cũng là ngày phước cho nhân loại, phước cho nhân loại Chúa ta ra ra kiến vô đôi, kiến mơ cơ lòng tiếp giữa con trời, bầu trời vạn vật hòa thịnh, bầu trời vạn vật hòa thịnh, trời đất xương ca kinh khen của trời. Phước cho nhân loại, phước cho nhân loại chúng ta ra đời, trời ra kiến vô đôi, kiến mơ cơ lòng tiếp giữa con trời, bầu trời vạn vật hòa thịnh, bầu trời vạn vật hòa thịnh, trời đất xương ca kinh khen của trời. Phước cho nhân loại chúa ta ra đời, phước cho nhân loại chúa ta ra đời, phước cho nhân loại chúa ta ra đời, phước cho nhân loại chúa ta ra đời. Amen, hallelujah, cảm ơn Chúa. Chúa, chúng con cảm ơn Chúa vì sự phước lành của Ngài. Chúng con ngợi khen Ngài. Cảm ơn Chúa vì sự giáng sinh của Ngài. Hallelujah. Trời, chúng con ở đây, chúng con sẽ tiếp tục thờ phượng Chúa của chúng con. Vì Chúa Ngài xứng đáng để chúng con. Chúa ơi, chính Ngài là đấng thành tín, lời hứa ngàn xưa của Ngài, và Ngài đã thực hiện lời hứa đó bằng cách, Chúa ơi, Ngài sai con một bộ người là Chúa Giêsu xuống thế gian này, để rồi chính con ấy giáng sinh, để rồi chính con ấy đã chết trên thập tự giá để hàn gắn lại mối quan hệ của chúng con với Ngài. Cảm ơn Chúa, hallelujah, cảm ơn Chúa. Chính mình Ngài tìm kiếm sự hòa hợp giữa con người với Ngài. Hallelujah, cảm ơn Chúa. Ngày hôm nay chúng con, hallelujah, được hoàn toàn với Thiên Trời của chúng con qua sự giáng sinh của Chúa Giêsu. Hallelujah, chúng con cảm ơn Chúa. Và Cha ơi, chính sự giáng sinh của Chúa Giêsu thì chúng con được gọi Ngài là Abba Cha của chúng con. Hallelujah, Chúa ơi, cảm ơn Chúa rất nhiều. Cảm ơn Chúa vì sự thần tín của Ngài. Cảm ơn Chúa vì lời hứa của Ngài. Cảm ơn Chúa vì giao ước đời đời của Ngài. Cảm ơn Chúa vì sự cam kết của Ngài. Hallelujah, Chúa ơi, những điều Ngài đã nói ra thì Chúa ơi, Ngài làm thật điều đó. Và chúng con tin chắc rằng những điều mà Ngài đã hứa trên cuộc đời của chúng con, xin Chúa Ngài sẽ làm thật. Bởi vì Chúa ơi, Ngài là Cha yêu thương của chúng con, Ngài là Cha vĩ đại của chúng con. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa, Ngài ban Thánh Linh của Chúa trong tấm lòng của chúng con, để rồi nhờ Thánh Linh ấy chúng con xưng Ngài và gọi Ngài là Abba Cha. Chúng con cảm ơn Chúa, hallelujah. Chúng con ngợi khen Ngài. Sara, 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 Sara,
đáng để chúng con cảm ơn Chúa. Abba ơi, chúng con biết Ngài yêu chúng con, Ngài biết rõ nỗi lòng của chúng con ngay thời giờ này. Chúa ơi, cảm ơn Chúa và xin kính mến thuộc về Ngài. Hallelujah. Abba cha yêu ơi, Abba cha yêu ơi, Ngài nhìn con như thương ôm con vào lòng, Ngài dẫn dắt suốt mọi lối đi. Abba cha yêu ơi, ơi Chúa cha cao vời, Ngài hằng quanh con đây, ban sân bay luôn chúng con. Thay một lần nữa, Abba cha yêu. Abba cha yêu ơi, Abba cha yêu ơi, Ngài nhìn con như thương ôm con vào lòng, Ngài dẫn dắt suốt mọi lối đi. Abba cha yêu ơi, ơi Chúa cha cao vời, Ngài nhìn con như thương ôm con vào lòng, Ngài dẫn dắt suốt mọi lối đi. Kẻ vì số mỗi đôi lòng, mỗi niềm đau, kẻ dù tan bao nhiêu ông lo trong đời con. Đây là lòng khát khao, xin cha ngài làm tôi mới luôn. Cuộc đời con hôm nay xin dâng trọn lên ngài. Abba cha yêu. Abba cha yêu, Abba cha yêu, Ngài nhìn con yêu thương ôm con vào lòng, Ngài dẫn dắt suốt mọi lối đi. Abba cha yêu, ơi Chúa cha cao vời, Ngài hằng quanh con đây, ban sức mới luôn Chúa đem thay. Kẻ vì gió mỗi đôi lòng, mỗi niềm đau, Ngài xua tan bao nhiêu âu lo trong đời con. Đây là lòng khát khao, xin cha ngài làm tôi mới luôn. Cuộc đời con hôm nay xin dâng Chúa. Hallelujah, ngài vì gió Ngài xua tan bao nhiêu âu lo trong đời con. Đây là lòng khát khao, xin cha ngài làm tôi mới luôn. Bồ đề con hôm nay xin dâng trọn lên ngài biết rõ. Ngài biết rõ mỗi nỗi mỗi niềm đau, Ngài xua tan bao nhiêu âu lo trong đời con. Đây là lòng khát khao, xin cho ngài làm tươi mới luôn. Cuộc đời con hôm nay xin dâng trọn lên ngài. Cuộc đời con hôm nay xin dâng trọn lên ngài. Cuộc đời con hôm nay xin dâng trọn lên ngài. Cuộc đời con hôm nay xin dâng trọn lên Chúa. Hallelujah. Cuộc đời con hôm nay xin dâng trọn lên ngài. Hallelujah. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa. Cha yêu thương của chúng con, Cha vĩ đại của chúng con, cảm ơn Chúa. Ngài nhìn nhìn của chúng con tại nơi đây, và chính tại nơi đây Chúa ơi, chúng con kinh nghiệm được Chúa. Hallelujah. Xin kéo chúng con gần ngài hơn Chúa ơi. Đừng để chúng con làm, đừng để chúng con thờ phượng Chúa với một hình thức của tôn giáo. Hãy để thực sự tấm lòng chúng con kinh nghiệm được ngài, chiêm ngưỡng được vẻ đẹp của ngài Chúa ơi ngay thời giờ này. Đừng để mọi thứ xung quanh Chúa ơi
ngăn trở chúng con. Hãy để chúng con thật sự đến với Chúa ngay thời giờ này. Xin Chúa ngài mở mắt chúng con, mở lòng chúng con, tâm trí của chúng con. Để Chúa ơi, ngay thời giờ này chúng con với ngài thôi. Cảm ơn Chúa, chúng con. Alleluia. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa ngài tiếp tục dẫn dắt chúng con. Hãy subscribe.
Sư ạ, xin Chúa ngài tiếp tục ban phước trên mục sư nhiều hơn nữa ạ. Dạ, thì giờ này con xin mời cô Án cầu nguyện trước khi chúng ta bước vào thi giờ nghe lời của Chúa qua mục sư. Hay ạ. Mời con cầu nguyện gì Quỳnh? Ủa mà nhà dạ. Dạ cô cầu nguyện trước khi chúng ta bước vào thì giờ nghe lời Chúa ạ. Con xin cầu nguyện bữa tối này Chúa ơi. Chúa ơi, hãy bao phủ cho chị em của con trên đường hôm này, bao phủ cho mục sư người hướng dẫn và phụ Chúa Chúa ơi. Con nhanh Chúa Giêsu Christ, con cầu nguyện Chúa hãy bao phủ cho sư Bảo, bao phủ cho gia đình của ông một bình an như sự, bao phủ cho cô Tấm Lại, cô Minh Hóa, cô Tư Điền, bao phủ cho bà ngoại này Chúa ơi, bà ngoại được khỏe khỏe Chúa ơi, hãy bao phủ cho chị em của con, bao phủ cho mục sư ca các chỗ nhóm Chúa ơi, các chỗ hội thánh Chúa ơi. Con danh Đức Chúa Giêsu Christ, con cầu nguyện Chúa hãy bao phủ cho xóm làng ở đây Chúa ơi, bảo vệ xóm làng ở đây, gìn giữ chị em của con dịch này Chúa ơi, Chúa hãy đuổi dịch đi ra khỏi đây Chúa ơi. Con cũng cầu nguyện Chúa, Chúa hãy bao phủ cho con của con là Nguyễn Quốc Em, Nguyễn Văn Minh á, Nguyễn Văn Minh hồi qua hôm nay nó bị ép tâm đó Chúa ơi, bây giờ tới vợ nó nữa Chúa ơi, vì Nguyễn Quốc Em nó là tin Chúa rồi, giờ hai chồng nó bị ép tâm á thì con cũng cầu nguyện Chúa bao phủ gìn giữ vợ chồng đó Chúa ơi. Con danh Đức Chúa Giêsu Christ, con nói con yêu Chúa hết lòng. Những lời cầu nguyện của con trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Dạ, cảm ơn Chúa ạ. Dạ, thì giờ này con chưa thấy mục sư Bảo Khoan vào ạ. Thì giờ này con tiếp tục xin mời cô Tư Điền cầu nguyện ạ. Xin mời cô Tư Điền. Cầu nguyện gì trên? Dạ, cầu nguyện cho mục sư Bảo Khoan ạ. Dạ, và cầu nguyện cho chúng ta thì giờ nghe lời Chúa. Amen. Hội Thánh Hiệp Sư xin dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là Cha nhân từ của chúng con, Chúa ơi, chúng con tạ ơn Ngài vì Chúa gìn giữ Hội Thánh, Chúa dân sự của Ngài, từng người ở trong Hội Thánh này. Cha ơi, tất cả những người mà Chúa ơi, giáo sư, những giáo sĩ, ông Phan Trọng Hề Bảo, con cầu nguyện xin Chúa Ngài ban ơn sức dầu trên ông.
để ông chuyển tải lời của Chúa ra để cho chúng con nghe, chúng con hiểu, chúng con gìn giữ làm theo lời Chúa dạy. Con cảm ơn Ngài. Con cầu nguyện xin Chúa Ngài mở mắt, mở tai, mở lòng, mở trí của chúng con để buổi tối nay chúng con đón nhận lời của Ngài, để chúng con giữ ở trong lòng của chúng con mà chúng con không phạm tội cùng Ngài. Chúa ơi, con cầu nguyện để rồi trình dân hội thánh Chúa, ban kỹ thuật, ban hướng dẫn là cô Trinh. Con cầu nguyện để rồi xin Chúa Ngài ban ơn sức dầu trên cô, để cô được ơn trước mặt Chúa, được ơn trước mặt mọi người. Xin Chúa Ngài gìn giữ tất cả hội thánh Chúa ở tại Cà Mau. Xin Chúa Ngài ban di ghê tiếp trợ, Ngài ban ơn trên hội thánh Chúa, để chúng con dịch lễ này chúng con ở trong nhà chúng con không có đi làm gì, nhưng mà chúng con cũng có đầy đủ mọi sự cần dùng. Cha ơi, xin Chúa ban phước trên tất cả anh chị em chúng con. Xin Chúa về ban ơn trên ban chấp hành của hội thánh Chúa là cô Út Quanh, rồi chị Tấm Lệ, rồi cô Đổi, rồi chị Liên nữa. Chúa ơi, trong ban chấp hành con cầu nguyện xin Chúa gìn giữ từng người ở trong hội thánh Chúa, như tất cả anh em con, như thầy Khải, thầy Suốt, cô bé Năm, những người cô Lam, rồi tất cả những người ở trong hội thánh Chúa. Chúa ơi, cô Quỳnh, rồi vợ chồng mục sư thầy Kha Nhi nữa. Đặc biệt là Chúa ban ơn sức dầu trên mục sư Bảo là mục sư quản nhiệm hội thánh Chúa. Con cầu nguyện để rồi xin Chúa Ngài gìn giữ từng người, từng nhà, từng gia đình. Chúa ơi, đặc biệt Chúa cũng giơ cánh tay quyền năng của Chúa ra mà Chúa chữa lành trên cô Trang. Chúa phục hồi sức khỏe lại cho cô. Chúa ban sức mạnh, sức mới của Chúa trên thân thể của cô, để cô cũng khỏe mạnh mà lo công việc nhà Chúa ở tại Cà Mau. Chúa ơi, Chúa đặt để mục sư Bảo chăn chiên của Ngài, cô Trang là người giúp đỡ hội thánh Chúa. Con cầu nguyện để rồi xin Chúa Ngài gìn giữ gia đình của mục sư Bảo. Chúa ơi, con cảm ơn Ngài. Chúa nói Chúa yêu ai thì Chúa yêu cho đến cuối cùng. Lạy Chúa, Chúa yêu gia đình mục sư Bảo thì Chúa yêu cho đến cuối cùng. Cha ơi, xin Chúa Ngài cũng phục hồi sức khỏe trên cô Trang lợi, để cô Trang quay trở lại mà lo công việc của nhà Chúa. Cha ơi, con cảm ơn Ngài. Con trình dân hội thánh Chúa ở tại Cà Mau ở trong tay của Ngài. Xin Chúa ban ơn sức dầu trên tất cả anh chị em chúng con, trên đường dung những người chia sẻ lời của Chúa buổi sáng, buổi chiều, buổi tối nữa. Chúa ơi, con cầu nguyện xin Chúa ban ơn trên tất cả những mục sư, những giáo sư, giáo sĩ, những người giúp đỡ cho hội thánh Chúa. Con cầu nguyện Chúa ban ơn trên các ông có trăm bội phần hơn. Con cảm ơn Ngài. Đặc biệt con cũng cầu nguyện trình dân bà ngoại mẹ Tý ở trong ơn của Ngài. Con cầu nguyện xin Chúa Ngài thêm sức khỏe, thêm năng lực cho ngoại. Chúa ơi, con cầu nguyện để rồi Chúa là đấng ở cùng, Chúa chữa lành trên đôi chân của bà ngoại, đôi mắt để thấy rõ, đôi tai nghe rõ, cổ họng được thanh thông để chia sẻ lời của Chúa cho dân sự của Ngài, cho chúng con nghe ở tại Cà Mau này. Cha ơi, tuy mặc dầu chúng con không có ở gần với nhau, nhưng mà chúng con ở xa cách giữa dòng trái đất, nhưng mà tình yêu của Chúa, Chúa cho chúng con hiệp nhau lại để mà trên đường Zoom này, để chúng con nghe lời của Chúa, chúng con đồng một lòng cùng một ý hiệp lại với nhau để kêu cầu Ngài. Cha ơi, con cảm ơn Ngài. Buổi tối hôm nay con trình dân tất cả hội thánh Chúa, dân sự của Ngài trên đường chìm đường mạng, nhân danh Chúa Giêsu con phước trên cả đường chìm đường mạng, đường internet này đều được mạnh mẽ. Chúa ơi, con cảm ơn Ngài. Mọi sự tôn vinh cao quý hiển con dâng lên cho Ngài, và con cúi đầu trong sự cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Thì giờ này chúng tiếp tục đến với Chúa trong sự cầu nguyện ạ. Cầu nguyện để trong thời giờ mà chúng ta nghe lời Chúa thì có sự hiện diện của Đức Thánh Linh.
mục sư Bảo Khoan trong thời giờ này ạ. Và Chúa ngài sẽ giúp chúng ta trong mọi việc. Hallelujah.
Ngài ban sức mới để con luôn lo vì Cha, trọn đời bạn gần Chúa, cùng đời này tân hiến cho Ngài. Lòng chúng con vui thỏa, cảm vui thỏa. Thánh Linh Cha ban niềm vui, mỗi ngày càng gần Chúa, khiến con luôn luôn bình an. Ngài ban sức mới trọn đời càng ngân Chúa, cuộc đời này tân hiến cho Ngài. Lòng con vui thỏa, Thánh Linh Cha ban niềm vui, mỗi ngày càng ngân Chúa, khiến con luôn luôn bình an. Ngài ban sức trọn đời càng gần Chúa, cuộc đời này tân hiến cho Ngài. Càng gần Chúa, càng gần Chúa, cuộc đời này tân hiến cho Ngài. Càng gần Chúa, cuộc đời này tân hiến cho Ngài. Càng gần Chúa ơi, càng gần Chúa, cuộc đời này tân hiến cho Ngài. Chúa cuộc đời này tân hiến cho Ngài. Dạ thì giờ này con xin mời chú Tấn Tuấn sẽ cầu nguyện trước khi chúng ta bước vào thì giờ nghe lời của Chúa ạ. Mời anh em anh chị em hãy biết tôi để dâng lời cầu nguyện để nghe lời Chúa. Hallelujah, lạy Chúa, lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của mọi đời sống chúng con. Ôi Chúa ơi, buổi tối hôm nay đầy ơn phước hạnh mà Cha đã ban cho chúng con, mọi anh em chúng con đi cùng nhau hiệp nguyện trong buổi tối hôm nay. Chúng con tìm kiếm Chúa để bước vào sự hiện diện của Ngài mà chúng con thờ phượng. Lạy Cha kính yêu chúng con cảm ơn Ngài vì mọi gia đình, mọi anh em chúng con được sự bình an trong ngày hôm nay. Và một buổi tối hôm nay là của lễ chúng con đến với Cha để rồi chúng con dâng lên của lễ thờ phượng. Cô lệ hát thánh ca và cô lệ tạ ơn và cô lệ. Để rồi chúng con cảm ơn Ngài giờ này cũng ngoài Thánh Linh Ngài dẫn dắt chúng con. Để rồi dạy biểu chúng con qua lời của Ngài. Bởi vì chúng con khao khát lời của Ngài. Lời của Ngài là sự sống cho chúng con. Và chúng con cảm ơn Cha giờ này con cầu xin Chúa sức dầu cho tôi tớ của Chúa. Sức dầu trên môi miệng của ông. Để rồi lời của Chúa được đưa ra đâm thủng vào tấm lòng của chúng con. Để chia hồn linh quốc tỷ chúng con để xem biết tư tưởng của ý muốn của Đức Chúa Trời để rồi chúng con nghe lấy mà làm theo lời của Cha. Chúng con cảm ơn Chúa. Thời gian còn lại xin Chúa ở cùng chúng con để rồi mở mắt mở lòng chúng con để rồi chúng con nghe lời của Ngài. Nguyện Thánh Linh Ngài dấy đầy trong phòng mỗi trong gia đình mỗi nhà của chúng con giờ ngay giờ này và chúng con khoa hát thời gian này còn lại cho Chúa Thánh Linh để dẫn dắt chúng con thành tín trong sự cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Dạ, amen. Cảm ơn Chúa ạ. Dạ thì giờ này xin mời mục sư Phan Trọng Bảo sẽ chia sẻ lời Chúa cho dân sự của Ngài ạ. Xin kính mời mục sư. Dạ, không biết mục sư có vào chưa ạ? Xin mời mục sư Phan Trọng Bảo ạ. Dạ, ngay thì giờ này con xin với cô chú bạn chị em chúng ta đồng cầu nguyện tiếng mới để cầu nguyện cho mục sư Phan Trọng Bảo ạ. Xin mời với cô chú chúng ta cùng hiệp nhất cầu nguyện cho mục sư ạ. Dạ, amen, cảm ơn Chúa ạ. Dạ thì giờ này mục sư Phan Trọng Bảo đó vào ạ. Con xin mời mục sư sẽ có lời Chúa cho hội thánh ạ.
Dạ, kính chào. Kính chào hết sài các anh, các ông bà anh chị em. Không biết tôi đã bắt đầu được chưa hay là còn chờ? Dạ, xin mời mục sư sẽ rao phát lời của Chúa ạ. Dạ rồi, cảm ơn con. Dạ. Cảm ơn Chúa vì Chúa cho chúng ta bắt đầu bước vào những ngày kỷ niệm sự Giáng sinh của Chúa Giêsu. Trọng tâm của ngày lễ Giáng sinh của Chúa Giêsu là chính mình Ngài. Ngài là trung tâm điểm, là Ngài là trọng tâm để mọi người chúng ta ca tụng chúc tụng danh của Ngài, vì sự Giáng sinh của Ngài đem lại cho chúng ta một kỷ nguyên mới, đem lại cho chúng ta một phước hạnh, đem lại cho chúng ta được một sự bình an, vui thỏa từ nơi Chúa ban cho. Thưa ông bà chị em, buổi tối hôm nay tại giờ Việt Nam, tôi thì không có nói vấn đề nhân vật chính là Chúa Giêsu, không cần phải nói nhiều nữa, vì các ông bà chị em được nghe các vị tớ Chúa nói rất nhiều về Chúa Giêsu là bị sanh ra như thế nào. Nhưng buổi tối hôm nay tôi muốn cùng học với các ông bạn chị em những người Chúa dùng trong câu chuyện Chúa Giêsu giáng sanh, những người Chúa dùng trong câu chuyện Chúa Giêsu giáng sanh. Các ông bạn chị em coi những phim, coi những vở kịch, coi những cốt truyện, chúng ta thấy có nhân vật chính. Nhân vật chính là Chúa Giêsu, tôi đã nói rồi. Nhưng bên cạnh nhân vật chính có các nhân vật phụ, chúng ta gọi là chánh diện và phản diện. Người ta đặt những trong các cốt truyện những nhân vật chứ, những nhân vật phụ gồm có chánh diện và phản diện để làm nổi bật, để làm nổi bật đi vai trò của nhân vật chính. Thưa anh em, cũng vậy, trong câu chuyện Chúa Giêsu giáng sanh thì nhân vật chính là Chúa Giêsu, nhưng bên cạnh đó Đức Chúa Trời là đạo diễn, Ngài cũng có đưa ra những nhân vật phụ phản diện. Đó là ai? Phản diện đó là vua Herod, người âm mưu thủ đoạn, mưu mẹo xảo trá, miệng thì nói muốn tôn thờ Chúa Giêsu nhưng lòng thì muốn hãm hại Ngài, đã lừa các bác sĩ đông phương đi đến nơi rồi báo cho ông hay, rồi ông tìm cách để có thể giết Chúa Giêsu. Các thầy tế lễ và người thông giáo là nhân vật phản diện, họ có cơ hội để biết Chúa, hiểu về Ngài, nhưng mà họ ở sát bên vách, nhưng mà họ không bao giờ đến để tìm thờ Ngài. Họ khi các bác sĩ hỏi Đấng Messi sanh ở đâu, họ nói danh sách, họ nói rất thuộc lòng, và họ nói là ở tại ở chữ họ trích dẫn ở trong Mi-chê đoạn 5 câu 1. Khi rồi các chủ quán cũng là nhân vật phụ, lòng của chủ quán này chỉ nghĩ đến tiền, 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 và không bao giờ nắm bắt cơ hội để đón hài nhi Giêsu. Đó là những nhân vật phản diện. Anh em chờ tôi một phút nha, tôi nó bị khan cổ, tôi uống nước.
và hôm nay và nhân vật, các nhân vật chính diện. Thưa ông bà chị em, chúng ta sẽ nhìn, chúng ta sẽ nói là ai. Có năm nhân vật chúng ta sẽ học với nhau trong buổi tối hôm nay. Có những người ở trong chức vụ là người hầu vị Chúa, từng trải nếm trải Chúa, kinh nghiệm về Ngài. Có những người hết sức trẻ tuổi, chừng 13 đến 18 tuổi. Có những tầng lớp xã hội thấp nhất của xã hội, không ai để ý tới, nhưng mà Chúa lại dùng họ. Trong đêm, trong câu chuyện Giáng sinh, cũng có những người tri thức giàu có, họ nắm bắt cơ hội để họ tìm thờ con trẻ. Và có những người già cả anh em, tuổi xế chiều Chúa không làm gì hết, nhưng mà Chúa cho họ được dự phần trong cái bức tranh thật là tuyệt đẹp về sự giáng sanh của Chúa Giêsu. Ở đây chúng ta thấy có năm nhân vật mà tôi sẽ đề cập đến. Đức Chúa Trời sử dụng tất cả mọi người. Chúng ta thấy năm nhân vật này ở trình độ khác nhau, tuổi tác khác nhau, tầng lớp khác nhau. Nhưng mà chúng ta thấy một điều đặc biệt là họ đều gặp nhau ở một điểm. Họ gặp nhau ở một điểm, đó là lòng kính sợ Chúa. Chính lòng kính sợ Chúa giúp cho họ được Chúa sử dụng. Và chúng ta tạ ơn Chúa vì Đức Chúa Trời luôn luôn đi khắp thế gian tìm kiếm những con người kính sợ Ngài để Ngài có thể sử dụng họ vào trong công tác rao truyền phúc âm của Chúa đến với mọi người. Thưa anh em, điều đầu tiên chúng ta học với nhau là gì anh ông bà chị em? Người từng trải ở trong chức vụ và kinh nghiệm mọi thứ, đó là ông bà Sachary và Elizabeth. Điều gì khiến cho Đức Chúa Trời dùng vợ chồng của thầy tế lễ này vào trong công tác của Ngài? Thưa ông bà anh chị em, điều Đức Chúa Trời khiến cho Đức Chúa Trời dùng ông bà Sachary và Elizabeth để nuôi dạy dân Baptist, để nuôi dạy dân Baptist vào một công tác của dân Baptist hết sức quan trọng, đó là dọn đường cho Chúa Cứu Thế Giêsu. Và Đức Chúa Trời đặt để cho ông bà Elizabeth, một trong một đặt ông dân vào trong gia đình của ông bà Elizabeth, bà Sachary, để ông bà nuôi dạy và hướng dẫn dân Baptist trong sự tin kính Chúa và biết cách nào để hầu việc Ngài. Trong câu chuyện Luca đoạn 1 từ câu 5 đến 25 cho chúng ta thấy dân Baptist ra đời như thế nào. Ba mẹ không dân Baptist, Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta rất là rõ ràng, rất là chi tiết là gì. Cha mẹ đây, trong đời Herod, vua nước Juda, có một thầy tế lễ về bang Abia tên là Sachary, tên người là Elizabeth, thuộc về chi phái Aaron. Cả hai đều công bình trước mặt Đức Chúa Trời, vâng giữ mọi điều răn và lễ nghi của Chúa một cách không chỗ trách được. Hai người không có con vì Elizabeth son sẻ và cả hai đều cao tuổi. Thưa ông bà anh chị em, Đức Chúa Trời đặt ông Giăng Báp-tít vào trong một gia đình của người hầu vị Chúa. Nói đêm nay, ngày hôm nay, vào trong gia đình của mục sư truyền đạo. Nhưng mà hai người này rất là tin kính Chúa. Vào lúc bây giờ có 24.000 người thầy tế lễ thay phiên nhau để dâng tế lễ. Nhưng ông Sachary được bốc thăm để chính mình. Nhiều thầy tế lễ, nhiều người hầu vị Chúa, nhưng mà tại sao Đức Chúa Trời không chọn những ông thầy tế lễ khác mà chọn ông Sachary? Bởi vì Đức Chúa Trời thấy
ông Sa-ri công bình, dân giữ mọi điều răn lễ nghi, trung tín với Chúa trong chức vụ dẫu mình bị son sẻ. Ông bà anh em ơi, đây là điều rất cần. Có nhiều người hầu bị Chúa, nhưng Chúa không dùng vào những việc lớn, bởi vì người đó thiếu đi sự công bình ở trước mặt Chúa. Đời sống đó hầu bị Chúa, nhưng mà lấy cái bụng mình làm chủ mình. Và một người đó hầu bị Chúa, giảng một đường nhưng mà sống một ngã. Cho nên Chúa không dùng họ vào công việc của Ngài. Và Kinh Thánh ghi, hai người dân giữ lễ nghi không chỗ trách được. Ô, xin Chúa thăm biến mỗi chúng ta, để mỗi chúng ta giàu ở cương vị nào, chúng ta sống một đời sống công bình, không phải trước mặt con người, nhưng trước mặt Đức Chúa Trời. Dân giữ mọi điều răn của Chúa. Dân giữ mọi điều răn của Chúa. Và đóng một đời sống tinh kính, dẫu mình có những cái thách thức trong đời sống. Và chúng ta sẽ thấy một điều đặc biệt. Trong năm nhân vật tôi nêu lên, chỉ có ông Sa-ri là bị Chúa phạt. À, bị Chúa phạt. Bởi vì sao? Bởi vì sao? Ông là người giảng lời Chúa, hiểu lời Chúa. Nhưng khi thiên sứ Chúa bảo với ông, vợ ông sẽ sanh, và ông không tin, vì bởi vì theo luật thiên nhiên thì một người phụ nữ hơn 50 tuổi sẽ không bao giờ có con theo luật tự nhiên, và ông không tin điều đó. Nhưng Chúa là đang có thể làm được mọi việc. Chính vì sự không tin lời thiên sứ, cho nên ông bị câm cho đến 9 tháng. Khi vợ ông sanh ra đứa con trai, người ta bảo đặt tên là Sa-ri, nhưng ông bảo, ông viết cái bản, ông nói là để đặt tên là Dân. Và lúc đó ông mới nói được. Thưa ông bà anh chị em, xin Chúa dùng điều này để dạy tôi, dạy ông bà anh chị em. Mình hiểu lời Chúa là tốt, mình chia sẻ lời Chúa là điều tốt, nhưng xin Chúa cho chúng ta tin lời Chúa nữa. Và vì cớ không tin nên Sa-ri phải bị cầm 9 tháng để dạy dỗ cho chúng ta, nhắc nhở cho chúng ta về đời sống phải tin cậy nơi Chúa trong mọi việc. Người thứ hai chúng ta sẽ học với nhau, đó là ông Joseph và bà Mary. Thưa ông bà anh chị em, Joseph và bà Mary, nhiều khi chúng ta cứ nghĩ ông bà là người lớn tuổi. Không. Joseph và bà Mary, lúc bây giờ bà Mary khoảng 13 đến 15 tuổi. Ông Joseph khoảng 16 đến 18 tuổi. Họ là những người rất trẻ tuổi, thiếu kinh nghiệm. Thiếu kinh nghiệm ông bà chị em. Nhưng Đức Chúa Trời, tại sao Đức Chúa Trời sử dụng ông Joseph bà Mary, đặt để Chúa Giê-xu ở trong gia đình này, và họ là người bảo dưỡng Chúa Giê-xu từ tấm bé cho đến khi Chúa Giê-xu bước vào trong chức vụ. Bởi vì dầu họ trẻ tuổi, nhưng so với ông Sa-ri, họ khác hoàn toàn. Họ có một đức tin hoàn toàn nơi Chúa. Họ tin vào lời phán của Chúa, không nghi ngờ, không có đắn đo, và họ vâng lời Ngài. Khi Đức Chúa Trời hiện đến, thiên sứ của Chúa hiện đến với bà Mary, nói với bà như vậy: Mary ơi, đừng có sợ, ngươi được ơn trước mặt Chúa, ngươi sẽ mang thai, và hài nhi Giê-xu sẽ là con đấng thánh, là Đức Chúa Trời trị vì nhà Gia-cốp. Mary lấy làm ngạc nhiên: tôi chưa hề quan hệ với ai, thì làm sao tôi có thể có con được? Chúa, thiên sứ Chúa nói:
không có việc chi mà Chúa không làm được. Và Mary nói như vậy, tôi đây là tôi tớ của Đức Chúa Trời. Bà Mary nói, tôi đây là tôi tớ của Đức Chúa Trời. Xin sự ấy xảy ra cho tôi như lời người truyền. Xin sự ấy xảy ra cho tôi như lời người truyền. Cảm ơn Chúa. Bà Mary là một thiếu nữ, nhưng bà có lòng tin, vâng lời Chúa. Bà nói là tôi đây là tôi tớ, là tôi thuộc về Chúa. Chúa muốn làm gì thì làm, Chúa muốn sử dụng tôi ra sao, tôi sẵn sàng thuận phục. Cảm ơn Chúa. Đây là nhắc nhở các chị em chúng ta, để chúng ta có đức tin, chúng ta có sự cam kết, chúng ta có sự vâng lời, thuận phục ý muốn Chúa trong cuộc đời của mình. Dẫu bà Sa-cha-ri, dẫu bà Mary trải qua những thách thức, những cái giá phải trả, những cái tổn thương trong đời sống của mình, nhưng bà vẫn vâng lời Đức Chúa Trời để hài nhi được hoại thai trong bụng của bà và sanh ra Chúa của Thế Giê-xu. Cảm ơn Đức Chúa Trời vì Ngài đã dùng một con người, một thiếu nữ có một lòng can đảm, có sự vâng lời Đức Chúa Trời. Và sự trả giá của bà Mary, chúng ta thấy hai hình ảnh tương phản. Thưa ông bà anh chị em, sau khi bà chịu thai, Chúa nhắc cho bà nhớ người bà con của bà là bà Elizabeth. Đức Chúa Trời dùng Elizabeth rất là quan trọng. Không những bà nuôi dạy dân Baptist, nhưng trong thời gian mang thai, bà là người già, là người tin kính Chúa, là người hết lòng phục vụ Ngài. Người bà già, bà là người từng trải, nên bà truyền đạt lòng yêu mến Chúa, sự kinh nghiệm, sự vâng lời Đức Chúa Trời của bà cho Mary. Cho Mary. Mary đang bị khủng hoảng. Khi mang thai, hại như Giê-xu, mọi người sầm xì, mọi người lên án. Và ngay cả lúc bây giờ, ông Joseph cũng nghi ngờ bà Mary. Và toan ly dị với bà. Nhưng nhờ kinh nghiệm của bà Elizabeth truyền đạt cho Mary, để Mary được sự an ủi, được sự khích lệ. Và chúng ta cũng học biết nơi ông Joseph. Tại sao Đức Chúa Trời đặt để Joseph là cha về phần xác để dưỡng dục Chúa Giê-xu? Chúng ta đọc câu chuyện Giáng sinh của Chúa Giê-xu. Có ba lần thiên sứ Chúa hiện đến với ông Joseph. Lần thứ nhất báo tin về việc hài nhi Giê-xu là công việc của Đức Chúa Trời, để ông có thể lấy Mary làm vợ. Khi nghe thiên sứ Chúa trình bày một cách rõ ràng, chi tiết, thông báo cho ông, thì ông đã thức dậy, chờ dậy để đem Mary về ăn ở với mình, về ở nhà mình, nhưng mà chưa hề ăn ở. Ông vâng lời ngay. Ông không có nói tại sao như vậy, tại sao như vậy. Rồi khi hài nhi Giê-xu sinh ra, các bác sĩ đến thăm, Herod mưu toan để giết hài nhi Giê-xu. Chúa cho ông dắt chiêm bao, hãy đem con trẻ qua xứ Ai Cập. Ông vâng lời ngay. Rồi khi vua Herod đại đế qua đời, Chúa mách bảo ông hãy trở về Israel. Ông cũng vâng lời ngay. Cuộc đời của ông Joseph chỉ gói gọn trong ba lần Chúa hiện đến, thiên sứ hiện đến bắt vào ông. Nhưng cả ba lần ông đều vâng lời, không có nghi ngờ. Mà đó là lý do Đức Chúa Trời chọn lựa ông Joseph, bà Mary, dẫu trẻ tuổi, dẫu còn non nớt trong đường đời, nhưng Chúa thấy ông bà có đức tin, có lòng vâng lời, có sự thuận phục, nên Chúa sử dụng.
ngày nay Chúa cũng đòi hỏi chúng ta có đức tin và thuận phục Ngài. Bài thánh ca khá quen thuộc mà nhiều khi chúng tôi là những người trong hội thánh truyền thống hát: muốn hưởng phước thiên thượng ai ơi, hằng di tin cậy vâng lời. Tin cậy vâng lời sẽ giúp cho chúng ta được Chúa sử dụng. Tin cậy vâng lời sẽ giúp cho chúng ta nếm trải phước hạnh, từ phước hạnh này sang phước hạnh khác. Và đó là điều chúng ta thấy nơi đời sống của ông Joseph và bà Mary. Thưa ông bạn em, bây giờ chúng ta đi đến một những nhân vật, người ta nói rằng họ là những người đơn sơ, họ là những người bộc mạc, họ không có gì. Ngay cả khi đón hài nhi Giê-xu, họ cũng không có gì để dâng. Tôi nói lại, họ là những gã chăn chiên đơn sơ một mạc. Khi thiên sứ báo tin, họ đi đến hồi hài nhi, gặp hài nhi Giê-xu để tôn thờ, nhưng họ không có gì để dâng. Nhưng điều mà tại sao Đức Chúa Trời sử dụng những gã chăn chiên này? Vì sao Chúa sử dụng những gã chăn chiên này? Thưa ông bạn chị em, Đức Chúa Trời sử dụng những con người chân chất bình dị, những con người có tấm lòng mở ra thuận phục Chúa. Chúng ta nhiều khi chúng ta nghĩ Chúa phải sử dụng những người nổi tiếng, những người học rộng. Không. Trong câu chuyện Chúa Giê-xu giáng sanh, Ngài sử dụng những con người chân chất, những con người bình dị. Điều mà họ có mà chủ quán không có, điều mà họ có các thầy tế lễ không có, điều mà họ có vua Herod không có, đó là tấm lòng mở ra. Herod cũng giống như họ, có địa vị cao, các thầy tế lễ là người hiểu biết lời Chúa, ông chủ quán giàu có, nhưng ba hạng người này tấm lòng của họ đóng chặt, tấm lòng của họ chỉ nghĩ địa vị, chỉ nghĩ quyền thế, chỉ nghĩ tiền của, nhưng tấm lòng của họ không mở ra để hài nhi Giê-xu bước vào. Họ không có cơ hội, họ không có dịp tiện. Nhưng những con người chân chất bình dị này có địa vị. Những con người chân chất này không có địa vị như chân gác, nhưng họ có tấm lòng. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa về điều này. Ông bà chị em ơi, các ông bà chị em ở vùng Cà Mau, vùng cuối của đất nước Việt Nam chúng ta, vùng Đăng Căng là nơi chỉ có những cái ao hồ, phải không? Buồn hiu, hiu hắt. Không ai nghĩ đến vùng Cà Mau. Nhìn đến vùng thật là chỉ có khó khăn trở ngại và nước không. Nhưng mà tạ ơn Chúa, nếu các ông bà cho em có tấm lòng mở ra, dù chúng ta ở đâu, dù chúng ta địa vị nào thấp hèn như là các gã chăn chiên, thì Chúa vẫn có thể sử dụng các ông bà chị em. Cảm ơn Chúa. Chúa chúng ta thật là oai nghi. Chúa của chúng ta luôn luôn sử dụng mọi hạng người. Ngài luôn luôn sử dụng mọi hạng người vào trong công việc của Ngài. Công việc của Ngài không cần địa vị, không cần quyền thế. Vì người có địa vị, có quyền thế như Herod, như các thầy tế lễ, nhưng họ không có tấm lòng. Chúa không đụng đến họ, Chúa không sử dụng họ. Nhưng người có địa vị chân chất, không có địa vị cao, nhưng họ có tấm lòng, Chúa vẫn cho họ dự phần trong việc
tôn thờ, thấy được những vẻ đẹp của thiên đàng khi thấy được thiên sứ, và họ, các bác sĩ, các gã chăn chiên, họ là người đầu tiên. Họ là người đầu tiên. Họ được một cái hân hạnh đặc biệt cao quý mà không ai có được, là họ là những người đón hài nhi Giê-xu. Cảm ơn Chúa. Chúng ta thấy có thấy đặc biệt không? Chúng ta thấy có ngờ không? Không phải người giàu đón Chúa. Không phải người giàu đón Chúa, mà người có địa vị thấp nhất xã hội. Người chân chất, người mộc mạc. Người nói cái giọng của cái miền Tây của chúng ta, đi mình ơn. Phải không? Nhưng mà chân chất, mộc mạc, Chúa vẫn sử dụng họ một cách đặc biệt. Và họ có cái ân cao quý là họ là người đầu tiên để gặp hài nhi Giê-xu. Thưa ông bạn chị em, hãy người thứ tư mà tôi muốn nói đến, đó là các bác sĩ. Họ là những người ở xa nhất. Họ có nhiều lý do để họ thối thác, từ chối, không đến tìm thờ hài nhi. Nhưng với tâm lòng, với tâm lòng họ mở ra, với tâm lòng tìm kiếm, với tâm lòng khao khát, họ vượt ngàn dặm để đến tôn thờ hài nhi Giê-xu. Người ở bên gần hơn hết xác chết, nhưng không có lòng thì họ cũng không đến tìm thờ hài nhi. Nhưng người có tâm lòng, người có lòng khao khát, người có lòng tìm kiếm, thì họ gặp được hài nhi. Điều này ứng nghiệm với lời của Chúa ở trong Giê-rê-mi đoạn 29 câu thứ 13. Ai tìm kiếm ta cách hết lòng thì sẽ gặp được. Các bác sĩ này tìm kiếm Chúa cách hết lòng, vượt ngàn dặm xa xôi, và cuối cùng họ đã đến được Bethlehem để tôn thờ con trẻ. Và ông bạn cho em phải nhớ điều này. Đức Chúa Trời, ở đây Đức Chúa Trời sử dụng những con người trí thức, những con người giàu có. Người ta nói như vậy, người trí thức thì kiêu ngạo. Nhưng mà ở đây các bác sĩ, họ là những người trí thức, nhưng họ dùng sự hiểu biết để tìm kiếm Chúa và gặp được. Họ dùng trí thức, sự hiểu biết của mình để tìm kiếm Chúa và họ gặp được. Và họ đây cũng là những con người giàu có. Những người giàu có thì hay khoe khoang, tự hào và bủng xỉn, và cho luôn luôn coi thường những người nghèo. Nhưng mà chúng ta thấy các bác sĩ ở đây giàu có, nhưng họ đã đến gặp hài nhi Giê-xu. Họ hạ mình ở đây. Đối với dân hóa phương Đông của chúng ta, một người lớn tuổi không thể nào hạ mình thờ lại một em bé. Nhưng bởi đức tin, bởi sự tin cậy Chúa, và họ đã hạ mình xuống để thờ lại hài nhi Giê-xu và dâng cho Ngài những lễ vật. Cảm ơn Chúa, đây là bức tranh tuyệt đẹp. Những điều chúng ta học, chúng ta thấy Đức Chúa Trời sử dụng những con người trí thức giàu có khi họ khao khát Chúa, khi họ tìm kiếm Chúa, và khi họ hạ mình, họ sẽ gặp được Ngài, nếm trải được Ngài. Giàu không phải là tội, nhưng mà giàu mà có lòng khao khát Chúa đều quý lắm. Hội Thánh Chúa cần những người giàu, họ có lòng khao khát tìm kiếm, hạ mình và sẵn sàng dâng hiến một cách rời rộng. Đức Chúa Trời vẫn sử dụng những người giàu có cho công việc của Ngài, như trong câu chuyện Giáng sinh mà chúng ta thấy các bác sĩ đã thể hiện. Người chót mà tôi muốn đề cập đến đó là hai người già. Chúng ta nói như vậy, người già thì không làm chi hết, ăn không ngồi rồi, làm khổ con cháu.
Nhưng chúng ta thấy trong Kinh Thánh ghi lại, hai người già này là hai người dẫu cao tuổi. Kinh Thánh ghi hai người đó là Simon và bà nè. Kinh Thánh không có nói ông Simon bao nhiêu tuổi, nhưng Kinh Thánh nói như vậy khi ông gặp gỡ Chúa, ca ngợi và ông nói lại Chúa: bây giờ xin Chúa cho kẻ tôi tớ Chúa qua đời được bình an theo như lời Ngài. Ông Simon rất cao tuổi, không biết bao nhiêu. Kinh Thánh không có nói, mình không dám nói đoán định. Nhưng bà Anne thì Chúa nói là bà 84 tuổi. Bà 84 tuổi. Họ là những người lớn tuổi, nhưng điều mà họ kinh nghiệm được lời Chúa hứa, Chúa thực hiện cho họ. Họ trông đợi sự yên ủi của dân Israel. Họ trông đợi đấng Messiah đến. Và Chúa hứa ông Simon không chết trước khi gặp đấng Christ. Quả thật, Đức Chúa Trời thực hiện lời hứa này cho những người trung tín với Chúa dẫu trong tuổi già. Chúa thực hiện lời hứa đó cho họ để họ kinh nghiệm được điều lời của Ngài không hề thay đổi và lời Ngài ứng nghiệm cho những người yêu mến Ngài. Ông Sacheri đã bồng ẩm con trẻ, ngợi khen Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Ông bà anh chị em ơi, người già Chúa vẫn cho sử dụng vào trong công việc của nhà Ngài. Nhiều khi chúng ta nghĩ người già không làm gì hết, không đâu. Chính sự trung tín của họ, chính tấm lòng yêu mến Chúa của họ là việc họ đang hầu vị Chúa đó nè. Họ đang hầu vị Chúa đó. Và họ là những người minh chứng sự thành tín của Đức Chúa Trời trên cuộc đời của những ai bước đi theo Ngài một cách trọn thành. Bà Anne cũng vậy. Bà Anne trong đời đấng Messia đến, thì bà cũng gặp được đấng Messia. 84 tuổi rồi, chẳng hề ra khỏi đền thờ, cứ ngày đêm hầu việc của trời kiên an cùng. Một bà già chân yếu tay mệt, nhưng mà Đức Chúa Trời vẫn cho bà Anne thấy được điều mình tin và thấy được một Đức Chúa Trời là đấng cao cả. Thưa ông bà anh chị em, qua những nhân vật này chúng ta thấy một điều đặc biệt. Qua những nhân vật này chúng ta thấy điều đặc biệt. Họ là những người có tâm lòng. Họ là những người có tâm lòng kính sợ Chúa. Họ là những người tin vào lời Đức Chúa. Họ là những con người vâng lời Chúa. Họ là những con người Đức Chúa Trời sử dụng họ vào trong bức tranh tuyệt đẹp của sự giáng sinh Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa. Những con người hạ mình, những con người tin vào lời Chúa, vâng lời Chúa không cách, vâng lời Chúa không lưỡng lự, tìm kiếm ý muốn Chúa và tôn thờ Ngài. Họ là những người mà Chúa dùng và Chúa cho họ được dự phần trong công tác hết sức đặc biệt, vô tiền khoáng hậu mà họ không bao giờ ngờ đến. Nếu đời sống tôi và các ông bà chị em hạ mình, tin vào lời Chúa phán, vâng theo lời Ngài, hết lòng tìm kiếm ý muốn Chúa, tôi tin rằng trong mùa lễ Giáng sinh này và trong những ngày tháng tới, Đức Chúa Trời sẽ sử dụng ông bà anh chị em vào công việc của Ngài. Ngài đã làm điều đó cho Sacheri, Elizabeth, cho Mary, Joseph, cho các gã chân chiên, cho các bác sĩ, cho Simon, cho Anna, thì ngày hôm nay Ngài vẫn còn làm điều này cho mỗi ông bà anh chị em chúng ta giống như vậy. Đức Chúa Trời chúng ta không hề thay đổi. Ngài đi khắp thế gian tìm kiếm những con người hạ mình,
tìm kiếm những con người tin cậy Ngài, vâng lời Ngài và hết lòng tìm kiếm ý muốn Ngài, Ngài sẽ chọn người đó, chấm người đó và sử dụng người đó vào trong công tác của Ngài mà chúng ta không biết được. Mong rằng mỗi người chúng ta có một tấm lòng giống như năm dân vật phụ trong câu chuyện Giáng sinh, để Chúa có thể sử dụng ông bà anh chị em muốn thật hết lòng. Dạ, xin mời người hướng dẫn. Dạ, cảm tạ ơn Chúa ạ. Dạ, và cảm ơn mục sư Phan Trọng Bảo ạ. Dạ, thì giờ này con xin mời cô Năm Gõ sẽ cầu nguyện cho bài học và cho dân sự của Chúa nắm được bài học ạ. Hallelujah, hallelujah. Xin hoạt động dịch ví phòng cầu nguyện. Hallelujah, con cảm ơn Chúa trời. Con cảm ơn Chúa. Tối nay chúng ta, Chúa gặp hóa chúng con đến để nghe lời Chúa và mục sư Trung Bảo để chia sẻ lời của Chúa cho chúng con như chủ đề Chúa Giáng sinh. Chúa ơi, xin Chúa cũng cho chúng con giống như ông bà Elizabeth và Sachary, hai người này là biết vâng lời Chúa để làm theo lời Chúa chỉ dẫn. Xin Chúa cũng cho chúng con để giống như năm nhân vật này, và ông Joseph và bà Mary nữa. Cha ơi, xin Chúa cũng cho chúng con học qua những lời chia sẻ của mục sư Bọc Trung Bảo này để chúng con giống như năm nhân vật chính ở trong câu chuyện Giáng sinh này. Xin Chúa cũng ban cho chúng con có thần trí thông sáng khôn ngoan để chúng con học và chúng con hiểu dân lời Chúa giống như năm người dân vật này. Chúa ơi, con cảm tạ Ngài. Xin Chúa cũng mở lòng, mở mắt, mở tâm, mở trí cho chúng con để chúng con học, chúng con hiểu, để chúng con dập thấm trong tâm trí chúng con, để chúng con làm theo, để chúng con không học mà không trở về cách luống nhân. Cha ơi, xin Cha cho chúng con để xin dập giải của Chúa cho chúng con, để chúng con hiểu, chúng con sáng suốt, chúng con làm theo lời của Chúa trong mùa Giáng sinh này, để chúng con đi ra làm chứng nhiều người, để họ cũng biết kính sợ Chúa, để họ quay lại họ thờ của Chúa. Con, Chúa ơi, xin Chúa cũng mở mắt, mở lòng, mở tâm cho chúng con tất cả từng người một ở trong hội thánh thiên ái này và các điểm nhóm, để chúng con đi ra làm chứng nhiều người, để đem về hội thánh nhiều người, để cứu linh hồn hư mất của họ. Nói Cha ơi, con cảm tạ ơn Ngài. Chúa ơi, giờ đây con cũng xin dâng mục sư Trung Bảo này lên cánh tay quyền năng của Cha. Xin Cha cũng ban ơn cho ông được sự đầy ơn của Chúa, ơn càng thêm ơn của càng thêm phước. Xin Chúa cũng ban sức mới cho ông, có sức mới mạnh mẽ. Cha ơi, những gì trục trặc trong tâm trí của ông, xin Chúa cũng tẩy sạch ra những yếu đuối gì trong thân thể của ông. Xin Chúa cũng ban cho ông được sự mạnh mẽ trở lại, cho ông không còn bị ho bị hay gì hết. Cha ơi, xin Cha cũng ban cho gia đình quý, Chúa cũng bảo phủ cho gia đình dòng dõi hậu tử của ông cũng được sự bình an trong dòng huyết của Ngài, để ban cho ông có sức mới mạnh mẽ, ban cho ông có thần trí thông sáng khôn ngoan để ông chia sẻ lời của Chúa cho hội thánh thiên ái, cho chúng con, để chúng con nghe, chúng con làm theo mỗi ngày nữa. Cha ơi, con cảm ơn Ngài, và con xin dâng tất cả những chúng con và mục sư Trung Bảo lên cánh tay quyền năng của Cha. Chúng con nói rằng chúng con yêu Ngài và chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Dạ, amen. Cảm ơn Chúa ạ. Dạ, tiếp theo con xin mời ở chỗ cô Nga và chú Kiệt sẽ cầu nguyện ạ. Dạ, con xin mời ạ. Cầu cái gì, chủ đề gì cô Trinh? Dạ, cầu nguyện cho bài học ạ. Rồi, dạ, Cha, con ở trên trời trong danh Đức Chúa Trinh đến hôm nay nên con cũng được là Cha em nhắc lên con để lên
con lại hạ xuống mỗi đôi hôm nay để con sống trong tình yêu thương của cha trong danh chúc Chúa Giêsu mỗi ngày chơi. Con cảm ơn cha nên con được tiêu phần của mình lúc này mỗi ngày chơi. Con cảm ơn cha vì cha ban cho anh em chúng con mọi quyền trên trời dưới đất tụng cha. 9 ngày con biết rằng 9 ngày cha dựng lên nên con dựng lên đất nước Việt Nam, con dựng lên các sư ở các thế giới này. Cha con cảm ơn cha. Không, lời của cha là qua sư Trọng Bảo hôm nay là sư Trọng Bảo giảng cho nên con biết tin lành. Cha biết ngày Giáng sinh của Đức Chúa Giêsu như thế nào từ mơ ghi bài học này nên con nhận rõ ra, nên chúng con phải trung tín trời, nên chúng con nghe lời của cha dạy qua học sư này để tải ra cho học sư, nên chúng con hạ mình xuống nên chúng con hiệp học với nhau để nghe lời cha lời Chúa, nên chúng con nghe thì nên chúng con phải suy ngẫm ngày dài đêm làm theo ý của cha ở trời đời. Cảm ơn cha trời. Con cũng hạ mình xuống cầu nguyện trong sư Trọng Bảo này. Trời ơi, con tin rằng cha dùng sư Bảo này cả khắp cả đất nước Việt Nam, các nước thế giới mà trở lại đất nước Việt Nam, hội thánh thân ái của cha tại tỉnh Cà Mau này, các mục sư hướng về hội thánh của cha đặt tại hội thánh Cà Mau này, thì con tin rằng dùng một sư Bảo như Trọng Bảo này để trải lời qua lời của cha qua cho nên chúng con nghe giảng, cho nên chúng con nghe là nên chúng con nghĩ biết rằng là nên chúng con mới có lòng kính sợ Đức Chúa Trời, dâng lời hạ mình xuống làm theo ý của cha. Tôi biết của Chúa con ở trên trời mà con cha con cảm ơn cha, con xin rằng cha chúc cho gia đình sư Trọng Bảo này, con cái của ông, vợ chồng con, hậu tử của ông được hưởng phước từ nay cho đến đời đời không hề thay đổi. Cha con cảm ơn cha, cảm ơn Chúa. Con cũng cầu xin cha chúc phước cho nhân chúng con, những người ngồi nghe trong nội buổi tối hôm nay trên đường gom này, những người hội thánh công dân cũng đã tin rằng cũng hội thánh phường Tảo Cà Mau này, vậy cho nên chúng con nghe lời cha mỗi ngày từ đây trở lên trong Giáng sinh này, nên chúng con biết hiểu biết là Giáng sinh là Giáng sinh từ nơi trên cao của Jesus Christ xuống, để nên chúng con học hiểu, để nên chúng con phải nói gì lời cha bước ra mạng lịch đi ra nói gì tin lành của cha trời, để cứu linh hồn hư mất, cứu những người chưa biết cha biết Chúa trời, còn nhiều người ở sau lưng anh em chúng con một xa ngã nữa trời. Con cảm ơn cha, cảm ơn Chúa. Giờ này con cũng cầu xin, con tin cậy Đức Thánh Linh mỗi ngày ở cùng anh em chúng con, qua quyền phép cho anh em chúng con, cũng anh em chúng con, anh em chúng con, anh em chúng con làm được mọi sự nhờ phước Đức Thánh Linh ở cùng anh em con, nên con dạng dĩ để nên chúng con đi ra nên nói về Đức Chúa Trời, Đức Chúa Chúa biết của nên chúng con để cho mọi người, để cho mọi người nghe tin lành của cha mà họ sẽ trở lại để cứu linh hồn và sẽ xác ý của cha trời. Con cảm ơn cha, cảm ơn Chúa trời. Giờ này con cũng dâng cõi thánh phường Tảo Cà Mau lên cho cha trong quấn tay quyền mang đức xe qua trong danh Đức Chúa biết. Giờ này con cũng dâng những anh em chúng con, những người nghe, những người một với nhau trong đường gom này, các nhóm vùng sâu vùng xa tin lành của cha hãy đồng ra. Con tin cậy từ đây trở lên là trong đất nước Việt Nam của anh em chúng con là không còn linh nào ngăn cản anh em chúng con, không còn có linh nào cay đắng trong đời sống anh em chúng con, không còn linh được bắt bớ anh em chúng con, mà anh em chúng con được tự do trong danh Chúa Christ đi ra rao giảng tin lành khắp mọi nơi chơi. Con cảm ơn cha, cảm ơn Chúa. Giờ này con hạ mình xuống vợ chồng con nữa, hết lòng cầu nguyện những danh Đức Chúa Giêsu. Amen. Dạ, amen. Cảm ơn Chúa ạ. Dạ. Dạ con xin mời mục sư Lý Hoài Bảo ạ, có một chút đôi lời ạ gửi đến hội thánh. Dạ, không biết mục sư Bảo còn không con? Mục sư còn không con hay là ra rồi? Dạ, mục sư ra rồi, mục sư. Rồi, giờ chắc có lẽ tắt livestream đi. Chú có một thông báo này.